Vâng, Trung tâm Điện máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Hôm nay thì bên trung tâm em sẽ review giới thiệu tới các bác một cái mẫu sản phẩm vô cùng là tiện lợi, phù hợp cho tất cả các bà nội trợ. Khi mà các bác quan tâm đến cái sản phẩm này của bên em thì các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này. Em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác, hoặc các bác liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200 các bác nhé. Đây là một bộ dao kéo Nhật, một cái mẫu sản phẩm rất là đẹp, từ mẫu mã cho đến chất lượng cũng như là giá tiền. Sản phẩm này thì bên em thi thoảng mới về được một ít thôi. Số lượng thì là có hạn, không có nhiều, nên là bác nào mà có nhu cầu quan tâm thì các bác phải nhanh tay liên hệ thì mới có đơn hàng nhé. Khi mà các bác đặt mua thì hộp đựng dao nó sẽ toàn bộ là chữ Nhật như thế này, một cái hộp màu đen cực kỳ đẹp và chất lượng các bác nhé, mẫu mã rất là đẹp. Em sẽ mở phía bên trong để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo về đầy đủ chọn bộ này. Một combo 6 món nhé, dao kéo Nhật rất là xịn sò. Thứ nhất là các bác sẽ có một cái kệ để dao này, và tiếp theo trong này nó sẽ có một cho mượn một cái thước chị, cái thước dây ở trong đây để em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác đầy đủ chọn bộ, và em sẽ đo chi tiết cho các bác nhà mình về kích cỡ của dao nhé, để cho các bác được cùng tham khảo này. Một bộ sản phẩm này, thước dây cơ. Một bộ sản phẩm này thì các bác sẽ có 3 chiếc dao, một chiếc kéo và một chiếc rũa như này, một kệ để dao. Đấy là tổng thể là các bác có 6 món sản phẩm các bác nhé. 6 món sản phẩm. Thứ nhất là đây là một chiếc dao chặt này. Đây là chiếc dao chặt. Dao chặt thì các bác có thể chặt xương, chặt gà, dao pan dập lửa như này cho em. Đó. Dao chặt này. Tiếp theo là dao thái này. Đây là con dao thái này các bác này. Toàn bộ đều là dao pan dập lửa nhá. Cực kỳ là đẹp và chất lượng. Và đây là con dao gọt hoa quả. Rất là đẹp và chắc chắn luôn. Kèm theo là các bác sẽ có một chiếc rũa này, một chiếc rũa tròn như này, và một chiếc kéo. Chiếc kéo vô cùng là sắc ngọt nhá. Kéo này thì nó nhỏ nha các bác. Chiếc kéo này rất là nhỏ thôi. Các bác dùng để cắt đồ ăn chín. Để em sẽ đo chi tiết cho các bác nhà mình. Đây, đối với chiếc kéo này thì em đo cho các bác về cái chiều dài này. Các bác quan sát này. Chiều dài là 18cm nha các bác nhá. Còn đây là con dao gọt hoa quả này. Dao gọt hoa quả này, các bác nhìn chiều dài này các bác này. Chiều dài là 30cm. Từ đầu cho đến chuôi dao nhá là 30cm. Cái chiều ngang này các bác này. Chiều ngang là 4cm này. Đó, chiều ngang là 4cm các bác nhá. Và tiếp theo là một con dao này, là con dao dao thái. Đây, chiều dài là 28 này. Đây em đo chi tiết như này để cho các bác được cùng tham khảo luôn. Đó. Đây về cái chiều ngang. Chiều ngang là 7,5cm. Tiếp theo là sẽ đến con dao chặt này. Chiều dài là 28. Và chiều rộng này, chiều rộng sẽ là 8cm. Đó, em có đo về cái kích cỡ này. Cho em mượn một cái thước kẹp đây với chị, để em sẽ kẹp cho các bác xem về cái độ dày của dao, để cho các bác được cùng tham khảo này. Thứ nhất là em sẽ kẹp cho các bác về cái độ dày của con, đây là con dao, dao này dao chặt này. Đó, dày 0,2 này các bác này. Dày 0,2. Tiếp theo là sẽ đến một con dao thái nhá. Đó, về độ dày của dao là 0,15. Con dao thái thì nó sẽ mỏng hơn con dao chặt. Và đây là con dao gọt hoa quả. Về cái độ dày của dao là 0,15. Con dao gọt hoa quả và con dao thái thì nó sẽ dày bằng nhau. Các bác nhìn này, cực kỳ là đẹp luôn. Hàng da pan dập lỗ như này các bác nhá. Chất liệu của nó là thép trắng. Các bác nhìn từ dao cho đến cán dao toàn bộ là thép trắng hết. Các bác dùng cái sản phẩm này thì nó cực kỳ là bền và rất là sạch sẽ và rất là sắc ngọt, đặc biệt là rất là sắc ngọt nha các bác. Đấy, đối với 3 chiếc dao thì toàn bộ đều là da pan dập lỗ hết như này cho em. Một sản phẩm combo 6 món. Các bác có một chiếc dao chặt, một chiếc dao thái, một chiếc dao gọt hoa quả và một chiếc rũa này, kèm theo là một chiếc kéo này, kèm theo là một kệ để dao. Một combo 6 món sản phẩm như thế này. Bên em sẽ gửi tới tay cho các bác giá là 250.000 đồng các bác nhé.
250.000 đồng. Bên em sẽ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng đúng mẫu mã và chất lượng sản phẩm như em giới thiệu đây thì các bác mới nhận hàng và thanh toán tiền. Cho nên là các bác yên tâm. Thì về cái mẫu sản phẩm này, bên em về được cái số lượng rất là ít, thi thoảng nó mới về được một đợt thôi. Cái đợt này thì em về được 15 bộ nhá. Em sẽ có 15 bộ chốt được cho 10 bác khách hàng nào nhanh tay nhất khi mà các bác cập nhật được cái video này của bên em. Với cái sản phẩm này thì các bác mua ngoài thị trường thì cái giá của nó rất là đắt. Nhưng mà bên em thi thoảng bên em tri ân được cho các bác, bên em về được cái số lượng rất là ít thôi, sẽ tri ân được cho những bác nào mà nhanh tay nhất để các bác có thể là sở hữu được cái bộ sản phẩm cao cấp này của bên em. Hàng chất lượng cực kỳ là ok. Em muốn tri ân cho các bác một số những cái mẫu sản phẩm hay để cho các bác sử dụng, các bác xài hàng ngày, các bác thấy tốt, thấy ok. Thì khi nào các bác có nhu cầu về điện máy thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai để ủng hộ bên em. Bác nào mà có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ bên em nhé. Khi mà đặt hàng thì các bác chưa cần phải cọc hay là chuyển khoản gì đâu ạ. Các bác cứ cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác được quyền kiểm tra hàng thoải mái, ok, đúng mẫu mã chất lượng thì các bác mới trả tiền. Cho nên là các bác yên tâm nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những thông báo mới nhất tới đây nhé.